Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thế Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series, đó chính là một series hoàn toàn mới. Đây là series Lost.io, chúa tể anh em ạ. Và mình sẽ chọn quân Robin Hood cái gì đó. Ôi Robin anh em ạ, chúng ta sẽ có 20 Robin ha. Free chest. Chúng ta sẽ chọn một trong những cái này. Start Gold. Saru cái gì đó. Chúng ta sẽ xây dựng quân đội hay là cái gì đó anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ chiến anh em. Đây mình có một thằng cung này. Xong rồi mình dùng tiền mình mua cái gì đó. Mình sẽ tạo đội quân anh em ạ. Hay. Game này hay đấy, game này hay. Nhưng game này thật sự là hay ho ha. Từ từ mình sẽ nhưng mà cái này không biết có di chuyển được không nhỉ? Không di chuyển được hay sao anh em ạ? Di chuyển được. Ok rồi. Mình chỉ mua thằng này thôi anh em ạ. Cho anh đánh chiếm cái gì đó anh em ơi. Chúng ta sẽ cần xây nhà đây anh em ạ. Rồi. Bia làm gì? Bia mua thêm lính anh em ơi. Đấy, mua thêm lính chém này. Có bao tiền thì cứ mua bấy nhiêu thôi anh em. Ít 5 gold. Nào. 6 archer, 6 cung thủ nữa. Có pháp sư. Ok. Kill him. Rồi. Enemy. Đây là máy thôi anh em ạ, bên với bọn máy thôi. Chúng ta vẫn đang cố gắng để tiêu diệt bọn nó đây. Hay ghê à. Enemy kìa anh em ơi. Chúng ta sẽ vào để đánh chiếm cái caster này. Đấy, victory rồi anh em. Nói chung game nó khá là dễ dàng. Sao thế? Hình như là chúng ta đang chúng ta phải bật mạng lên à? Mạng mõ mình bật lên rồi mà. Lost.io game này hay dã man luôn mà không chơi được thì đúng là bó tay. Wi-Fi. Play offline đi cũng được anh em ạ. Rồi, chúng ta tạo ra một cái đội quân nhá. Online không chơi được thì tạo đội quân này thôi. Mình chọn thằng nào đây? 1 2 3 4. Rồi. Limit, chúng ta chỉ có được bằng này quân thôi anh em ạ. Hiện tại chỉ có bằng này quân thôi nhá. Xây thêm nhà nhé các thứ. Chúng ta nên tập trung xây nhà ở một cái khu vực nào đấy anh em ạ. Đấy bây giờ lên được quân thêm này. Bây giờ lên được thêm quân này anh em. Ok. 1 2 3. Not enough gold. Chúng ta phải thu thập gold vào nhá. Đây là nhà mình này. Nhớ nhá. Nhớ là tí đã về đấy nhá. 350 ta sẽ mua một cái thằng rất là đắt. Đấy. Hoặc là mấy con sừng trâu những cái thứ gì đó bên này này. Nhìn trông cũng được đúng không? Chưa thấy quân nào anh em, chưa thấy ai xuất hiện ở đây cả. 350 mình sẽ mua con này đi. Barbarian nhìn trông có vẻ là khỏe. Có vẻ là khỏe ha. Mình chưa thấy một con quân địch nào cả anh em ạ. Đang tìm kiếm á. Đang tìm kiếm anh em ạ. Rồi ok. Rồi đi xuống dưới anh em ơi. Let's go. Rồi, đây có một cái đấy này anh em. Từ từ. Mình sẽ mua cái con này luôn. Đấy. Tấn công vào đây anh em ơi. Hy vọng là sẽ phá hủy được nhà của nó anh em ạ. Teo. Úi giời, xong rồi. Chúng ta đang có thêm tiền rồi anh em. Mình sẽ mua 450 đi, thằng này pháp sư. Ok, mình mua thêm được một thằng nữa. Ok, chắc là mình sẽ xây thêm một cái ngôi nhà đó ở đâu đó anh em ạ. Hình như nhà mình bị tấn công anh em ạ. Nhà mình đã tấn công bị nhấp nháy kìa. What the fuck? Thằng nồi nào nó tấn công mình đây. Vớ vẩn thật sự luôn. Thằng nào tấn công mình đây.
Giờ tấn công lại ngược lại ngay chứ vớ vẩn thật đấy. Ai cho các ngươi ở đây hả? Rồi. Rồi, cho xây 3 nhà đề pháp phòng thủ và cái gì đó đây. Nếu mà có kẻ địch tới đây. Điền hết sức nhỉ? Chắc là mình loanh quanh luẩn quẩn đấy thôi. Tí lúc nào nó bị tấn công cái là mình mang quân đến. Úi ôi. Phá nhà nó anh em ơi, nó có một cái tháp pháo hay là cái gì đó bên này này, nhìn trông có phải khá là ghê à. Chết hết rồi. Quân mình tèo hết rồi anh em ạ. Tôi vẫn chưa thể vào đây được. Đáng sợ thật sự luôn. 350. Thêm quân nào. Đang đi lấy vàng và canh canh nhà anh em ơi. Bây giờ không dám ra ngoài luôn. Ra ngoài nó đánh anh úp nhà mình nó lại nổ hết nhà luôn đấy. Thật. Thật sự luôn, thằng này 3k cả. Có cả rồng dùng có thứ mà nhiều lắm anh em ơi. Đây là dạng game kiểu chiến thuật nha. Nhìn trông rất là chất lượng không? Đây bắn cung này, mình sẽ bắn cung với Barbarian là đẹp. Đấy, rồi, anh em thấy ổn không? Ổn áp phết nhỉ. Mình đang ở xung quanh nhà để bảo vệ cái căn nhà của chúng ta. Chúng ta có lẽ sẽ xây cho thêm một cái căn cứ gì đó cho mạnh lên. Rồi có lẽ mình sẽ tổng tận lực tấn công vào trong cái nhà bọn kia đi anh em ơi. Phát hiện được nhà thì tấn công thôi, còn đợi gì nữa nhỉ? Chắc mình nghĩ mình có cần thêm quân nhỉ? Anh em nghĩ có cần thêm quân không? Có đấy, có đấy, có đấy, có đấy. Ok, chúng ta mất đôi thằng pháp sư rồi. Nó tấn công thì tấn công mấy cái thằng ở phía sau rồi. Khá là khó chịu nhỉ. Thật sự khá là khó chịu ha. Rồi, tấn công, tấn công, tấn công. Rồi, chúng ta có thêm quân. Cái này game này quan trọng là anh em phải kiếm được nhiều vàng. Thế thôi. Anh em kiếm được càng nhiều vàng càng tốt. Úi ôi, kia không bằng rồi. Đố vào luôn anh em ạ, căn cứ của nó ghê quá. Nó làm thế thì mình cũng chịu rồi. Pháp sư này, pháp sư khỏe lắm anh em ạ. Công nhận pháp sư là rất bá. Đang kiếm một cái bọn quân đội nào đấy để mình đánh nhau với nó mà không thấy. Thì trong này rất là rộng nha, khu vực này rất là rộng rãi nha. Siêu rộng luôn ấy. 85. Từ từ ạ. Cái này phải xây nhà tăng quân nữa, thời gian nó hơi kiểu khó chịu nhờ. Thật sự là khó chịu. Quân mình đi đánh nhau không biết có thua không nhỉ? Ta mình đoán là sẽ thua đấy. Không cẩn thận là thua thật. Mình nên tấn công một cái tòa tháp ma thuật không nhỉ? Đang không biết là nên có tấn công không. Ở đây có cái gì đó. Sir Roland, ok. Bình tĩnh bạn ơi. Ủa. Thành trì đẹp đấy, yeah. Mà tấn công sao không biết có được thưởng tiền đâu nhỉ? Được, cứ cho mắc quân đi đã, đúng không? Phải cho mắc quân đi đã. Thì sao? Thành trì này có nghĩa là quân đội nó rất là mạnh. Theo như mình đoán là như vậy, có lẽ quân nó rất là mạnh. Cho nó đi nhặt vàng, nhặt từng đồng vàng một. Cuộc sống khó khăn vất vả này. Barbarians 63 sắp mắc quân rồi. Mắc quân mang đi đánh nhau bên mới đỉnh anh em ạ. Nhà mình bỏ luôn, mình không phải về nhà luôn kìa. Đang đi tìm quân địch nhưng mà không thấy quân địch đâu cả. Toàn thấy mấy tòa tháp thôi. Chứng tỏ ở đây nó có 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 cánh quân anh em ạ, tất cả có 5 cánh quân nhá. Không phải có riêng mình đâu nhá. Chắc chắn rồi. Vai lều. Sir Sterling.
Có nên đánh thẳng vào nhà nó không, xong rồi đi vòng xuống dưới không? Để mắc quân đấy anh em ạ, not enough gold. Rồi Sir Sterling, nhà ở bất kỳ đâu luôn. Đây là khu vực nhà thằng Sir Sterling anh em ạ. Chắc chắn là quân của nó sẽ được giải rác ở đâu đó quanh đây này, theo mình đoán như vậy. Ở đây bạn đây, gọi là quân không mà đòi vào. Ba 50, cho sẽ mua thêm một quân nữa và tổng lực tấn công ha. Tôi sẽ tổng lực tấn công vào đây luôn ha. À nó trầu á. Một 1400 vàng anh em ơi. Đấy phải thế. Chắc là tiêu tôi sẽ rút ra anh em nha. Tại vì mấy thằng này đang bị bắn nhiều quá. Ui quân kia đông thế. Quân kia đông thế. Mình phá được cái nhà của nó anh em ạ. Nhưng vấn đề là mình cũng sắp chết. Khó dã man luôn. Phá hủy cái nhà này sao được bao tiền ta? Mình sắp chết rồi đây này. Trời ơi, cái quân que gì vậy? Khó đánh thế nhỉ? Oh my god, khó game chơi khó thế. Thề luôn là game khó nhằn. Nhưng không sao anh em, tôi lại xây dựng quân đội từ đầu thôi. Bọn nó càng mạnh anh em ạ. Mình càng yếu ấy. Không biết đánh kiểu gì bây giờ. Bọn nó càng khỏe ấy. Làm sao mà đánh được bây giờ. Barbarian, chắc tôi sẽ chơi nguyên Barbarian đi anh em. Chơi mấy con kia nó yếu lắm, nó yếu sinh lý lắm. Đánh không đánh được, công không công được. Chấp nhận thôi, mình lấy vàng đi á. Và đi tìm kiếm những khu vực xung quanh. Mình chưa chết là mình vẫn còn có thể cố gắng được nha. 350 tiền khó kiếm ghê. Vừa có một con nó ở đây xong. Giờ nó lại biến mất rồi. Sao chạy nhanh nhỉ? Quân nó chạy nhanh ra. Anh em thấy cái quân nào ở đây đâu? Không có anh em ạ, chắc là mình sẽ quay lại nhà cũ ấy, thì vì nó có một cái tòa thành nó bỏ hoang ấy. Vãi lều, sợ thật. Đây là nhà nó à? Nhìn trông chất nhở. Mình vừa lướt qua cái con kia xong nó bắn cho tí tèo, sợ thật. Mà mình tí giết được nó kìa. Đụng độ đây anh em ạ. Hai đội quân đụng độ với nhau. Cho thì được nhà của nó. Nhưng mà vấn đề là quân lực không đủ. Lực không đủ mạnh để có thể công được. Có con Barbarian này khỏe thôi. Mấy con kia yếu lắm ý. À hình như là quân của nó toàn mấy thằng hổ lốn ý. Tập hợp của binh đoàn hổ lốn vào nên nó yếu lắm. Mình chơi kiểu quân chất lượng anh em ạ. Toàn Barbarian 350 điểm này thì ui. Chết rồi. Cái quân què gì thế? Mà nó tấn công nhanh thế nhở? Giết anh em ơi, sao chạy nhanh thế?
đang muốn hồi máu lại cho con này cái. Nó về nhà rồi anh em ạ. Úi ôi, ảo thật đấy. Mình có mình có hai quân, cái này khó đánh thế nhờ. Rồi thì chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em nhá.